Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc tay cầm để chơi game này, để cùng tô với mình nha. Nút bấm này thì mình sẽ tô màu đỏ này. Này mình tự màu xanh này. Thank you.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến luôn các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu tiếp theo.